Xin chào các bạn, hiện tại thì mình đang có mặt ở sự kiện ra mắt chiếc điện thoại Vivo V9. Và ngay sau đây thì mình sẽ trên tay nhanh sản phẩm này nhé. Và trên tay mình đang cầm là phiên bản màu vàng. Ngoài ra chúng ta sẽ có thêm một phiên bản màu đen nữa, với mặt lưng làm bằng nhựa bóng và khá bám một khuôn vân tay. Tuy nhiên với phiên bản màu vàng này thì sẽ là full mạ giả kim loại và trông nó cũng khá là sang trọng. Nhưng mà một điểm mình không thích là có những cái giải vân là anten ở trên và dưới đây, trông khá là cổ điển và cũ rồi. Một điểm nữa là cầm trên tay chiếc máy này khá là mỏng, nhưng mà mình không thích tại vì là bị cấn tay ở phần mép màn hình. Hãng đã không thiết kế cho phần mặt lưng ôm sát vào màn hình mà lại để thừa một phần nhựa nhô lên như này. Cảm giác là chạm vuốt trên cái cạnh này khá là cấn. Và với Vivo V9 thì chúng ta sẽ sở hữu một cái màn hình thời trang với tỷ lệ chính xác là 19:9 và kích thước hiển thị rất là lớn. Chúng ta sẽ vẫn có tai thỏ ở đây giống như iPhone X, nhưng mà kích thước tai thỏ sẽ nhỏ hơn. Điều đó có nghĩa rằng những cái thanh hiển thị thông báo và phần trăm pin vân vân thì nó sẽ có khu vực hiển thị rộng hơn. Và kích thước màn hình chính xác của Vivo V9 là 6,3 inch, độ phân giải là Full HD Plus. Với màn hình này thì mình thấy là màu sắc hiển thị khá là rực rỡ và sống động. Một điểm nữa mà giúp cho tối ưu tốt cái diện tích hiển thị trên màn hình này là Vivo đã cho phép là các bạn có thể bỏ 3 phím điều hướng ở trong màn hình đi và thay bằng những cái thao tác chạm vuốt mượt mà tương tự như trên iPhone X, là vuốt giữ từ dưới lên là để bật đa nhiệm hay là vuốt từ dưới lên để thoát ra, bách ra. Về cấu hình thì máy này sở hữu một con chip là Snapdragon 626 và 4GB RAM, bộ nhớ trong là 64GB. Và với con chip này thì anh em có thể yên tâm là chúng ta có thể chơi game cũng như là sử dụng các tác vụ một cách mượt mà trơn tru. Cái điểm mà mình quan tâm và thấy ấn tượng hơn cả trên chiếc Vivo V9 này đó chính là về camera. Như em có thể thấy là camera của Vivo V9 có một camera kép phù hợp với xu hướng. Độ phân giải lần lượt là 16MP và 5MP, có cho phép chụp ảnh xóa phông, có hỗ trợ đèn flash LED luôn này. Nhưng mà đấy chưa phải là tất cả, bởi vì camera selfie mới là điểm mạnh của chiếc điện thoại này. Nó là một trong những smartphone có camera selfie độ phân giải lớn nhất trên thế giới hiện nay, với độ phân giải là 24MP. Và độ phân giải này thì mình thực sự là ấn tượng với cái chất lượng chụp ảnh, nó sắc nét đến từng chi tiết. Bên cạnh cái chế độ làm đẹp thông thường thì anh em sẽ có một cái chế độ làm đẹp mà hãng được gọi là có tích hợp với trí thông minh nhân tạo AI đấy, cho phép là làm đẹp khuôn mặt đẹp này thì sẽ nhận diện và tự điều chỉnh khi mà các bạn chụp ảnh selfie. Đây, với những cái sticker rất là dễ thương và siêu dễ thương đi kèm với camera, độ phân giải rất là cao. Ngoài ra thì với camera trước này chúng ta vẫn có thể chụp ảnh xóa phông mượt mà được. Nói chung mình thấy rằng điểm mạnh và yêu thích nhất ở trên chiếc điện thoại Vivo V9 này đó chính là về camera selfie, độ phân giải cực kỳ ấn tượng. Anh em đánh giá như thế nào về sản phẩm này? Mức giá của sản phẩm này, giá chính xác là 7.990.000 và đang cho phép đặt hàng ở nhiều hệ thống trên toàn quốc. Mọi người có thể nhanh tay đặt hàng và nhận những quà tặng hấp dẫn nhé. Cảm ơn mọi người quan tâm theo dõi, nhớ like, share và subscribe với Studio nhé. Bye bye.